Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Dying Light. The Following phiên bản đã được việt hóa. Thì trong tập trước chúng ta đã khám phá được một cái bí mật cực kỳ xấu hổ của cái ông Garcia trưởng thôn. Bây giờ mình đang ở chỗ chạm xăng của cái anh chàng Quân Nhu đấy. Và ở đây có một số nhiệm vụ mình nghĩ là nên nhận luôn. Có gì phải không? Đấy, đóng đồ luôn. Lâu lâu ghé đây nhận đồ, nhận quà. Cái này là nhiệm vụ gì đây? Coi thử coi. Races. Đua xe. What? Đồ khó dễ, đốt cao su. Hỏi Bilai về Potter đua xe. Hello, what's the deal with this racing stuff? I've seen some weird posters. Oh man, I miss a good engine's roar more than running water these days. I was a champion once, you know? 5 times, back to back. But hey, you just gave me a brilliant idea. Listen, I'm going fucking insane in this place. Everyone's depressed all the damn time. Let's have fun for once, huh? What do you mean? Let's set some engines on fire, man. I have it all figured out. You'll be the next champion. Well, guess a little distraction would be welcome. Right. So, remember to fuel and repair your ride, and then just drive to the beach outside town. And give me a sign when you're near the pizza place, okay? Lái tới trường đua. Cũng có lý. Lâu lâu giải trí một lần chứ. Lái tới trường đua được á, chắc mình sẽ làm cái nhiệm vụ này trước. Sorry mọi người về cái tập vừa rồi nha. Tập 4 á. Thì cái tập đó nó bị một số đoạn bị vang, cho nên mình phải chỉnh cái âm thanh nó nhỏ xuống để cho nó không bị vang. Thì hiện giờ mình đang thử nghiệm mình chỉnh. Không phải tự nhiên nó bị đâu, cũng không phải do dàn âm thanh của mình, mà do mình chỉnh cái âm thanh trong game nè. Mình muốn chỉnh sao cho nó chuẩn nhất, có nghĩa là chúng ta vừa có thể nghe được những cái âm thanh trong game, cũng như nghe rõ được cái giọng của mình. Tại vì có một số tập âm thanh trong game nó quá lớn, át luôn cái giọng mình luôn. Cho nên mọi người có một số bạn nói là mình nói nhỏ quá. Thật ra thì do một phần là do cái âm thanh trong game nó hơi lớn, nó át luôn cái giọng của mình. Thì hiện giờ mình đang cố gắng mình chỉnh sao cho nó chuẩn nhất. Chúng ta vừa nghe được âm thanh trong game, nghe vừa thôi, vừa nghe rõ được giọng của mình. Rồi, lái tới trường đua. Bơm đầy xăng là chơi thôi. Ý, xăng đầy rồi. Đi. Trường đua cách đây 91 mét. Ê, đi nào. Trường đua dưới này đúng không? Crane, we believe a plane may have crash landed somewhere in here. Yeah, I watched it go down. Oh man, trường đua dưới kia không được. Được, phải đi đường này xuống. Phóng thẳng xuống, mình sợ nó lật xe luôn. Bên đây có đường xuống này, cứ từ từ thông thả mà làm thôi. Ê, trời ơi. À, mới gì nói xong luôn. Bài này nó có chức năng đặt lại vị trí. Nó không cho chúng ta đi đường rừng rồi. Rồi, không cho đường rừng thì đi đường chính. Đây. Đường đua đây. Rồi sao? Giữ hắc để bắt đầu thử thách của Bilai. Vô. Cái này nó sẽ tặng cho chúng ta bộ phận động cơ level 3 và 2000 điểm kinh nghiệm lái xe. Chơi.
vị nha. Đập tan mọi trở ngại. Mình có gắn cái nitro vô thì giờ nó bút lẹ lắm. Phải vượt qua 23 cái địa điểm của nó kìa. Wow. Nó cho chúng ta thời gian là 3 phút. 3 cái. Cố lên, cố lên. Ở ngoài tờ thì không dám chơi đua xe mấy cái xe này, nhưng mà trong game thì dám. Dốt. Rút ra. Ấy. 5 cá rồi. Chạch ra. Chắc không kịp rồi mọi người ơi. Trời ơi, lại quẩn. 14 giây rồi. Trời ơi, cố lên thôi nè. Cố lên. Được một nửa rồi. Cố lên. Thôi chết, đi lộn đường. Còn bài chướng ngại vật. Game mất dạy quá. Cố lên. Đây. Còn 7 cái nữa thôi. Chắc là sẽ kịp đấy. Đua xe mới vô chơi đua xe rồi. Đua. Wow. Đây thật. 3 cái nữa chắc chắn kịp rồi. Yes. Cái này hơi xa. Kịp không. 2 cái nữa thôi. Rồi cái cuối cùng. Cái cuối cùng ở đây. Yeah, kịp rồi. Ngon lành. Lên cấp lái xe luôn. Vậy là đã có nhà vô địch. Nhà vô địch mới xuất hiện. Đánh bại kỷ lục của anh chàng Vilai luôn. Hay. Mà trước đó phải tôi phải đi lấy xăng nè. Chóng không vậy? Đi. Đi đường này. Rồi, có thưởng thủng gì không? And how was it? I could get used to that. Is there any other tracks I could try out? Hell yeah, man. Just look at those posters. They're at the starting points of different races we had here. I want all of them. So when you find one, give me a shout, and I'll work the stopwatch. We'll make a champion out of you in no time. And for beating me, I'll give you a ride a new paint job. You gotta admit, she could use one. Ngon lành. Phun sơn xe đua. À, mấy cái này cái áp phích đua xe dọc đường chúng ta thấy nhiều hơn à. Ok. Mông đồ luôn. 2.500 điểm kinh nghiệm quá trời. Mọi người thấy sao? Đua xe, nhiệm vụ đua xe là như thế nào? Nếu mà muốn mình chơi tiếp thì cứ để lại comment cho mình biết nha. Trong tập này chúng ta đua một lần thôi. Vẫn còn kìa. Thôi, nhưng mà để tập sau đi. Để coi cái... Đấy, mình vừa mới nâng cấp cái... kỹ năng bên phần xe, mình nâng cấp cái khung sườn cho nó. Đây rồi,
chúng ta đã ở mức tin tưởng cao nhất, mở được cái trang phục thầy tu môn đồ. Bây giờ chúng ta đã là môn đồ trong cái giáo phái những đứa con của mặt trời rồi. Bây giờ là môn đồ, bạn nằm trong số ít người có thể nói chuyện với vô danh một cách trực tiếp. Đi thay đồ trước đã. Ba lô đây. Môn đồ, môn đồ. Trang phục thầy tu, sợ. Cái còn xấu hơn cái bộ mình. Trang phục thu thập. Chơi thử bộ bằng bộ này đi. Tưởng trang phục thầy tu như thế nào. Rồi. Để coi giờ chúng ta làm nhiệm vụ nữa trước ta. Hình như truy tìm kho báu đi. Lần trước chúng ta đã kiếm được một số cái chỉ dẫn về các kho báu đó. Bây giờ mình sẽ đi truy tìm kho báu để coi có cái gì ngon không. Kiếm cái nào gần thì trước. Khoan, trước đó mình vô, mình sẽ đi cất cái cây súng giảm thanh đi. Tại vì bây giờ có cái nỏ rồi. Cái nỏ nó bắn không phát ra tiếng động luôn á, rất nhỏ. Cho nên nếu mà steal thì sẽ dùng cái nỏ. Đi thôi. Đi. Ra xe. Ủa. Hình như nó có một cái tả hàng nhưng mà ở đây nó xa lắm. You're the type of student who will overtake the master, Kyle. There are not many, even among us, who would sacrifice as much as you have. We thank you. Thôi chắc bỏ, không làm cái, không đi lấy cái đó đâu. Bây giờ mà quay lại là một hồi nữa không kịp. Tại vì bọn cướp nó là lẹ lắm. Nó vừa thả xuống thì chúng ta phải đi liền, chứ đợi một tí là không được. Đây nè, mình mới vừa nâng cấp, nó có thêm cái này nè. Rút ra. Mày này. Chưa chết này. Lên nâng cấp nhanh nhẹn luôn. Đi tiếp thôi. Thấy chưa? Giờ mà chạy lại đó là xong rồi. You've risked your life for the sake of the people, and you've earned the right to call yourself faceless. Now, wait for a sign. Chúng độc. Cái cây mã tấu mình đang cầm nó có hiệu ứng nhiễm độc rồi đấy. Cho nên chém mấy cái con này nó bị chúng hiệu ứng nhiễm độc thôi. Thôi tập này chúng ta sẽ đổi một cái màu sơn khác. Hắc quả phụ. Đây này. Chơi cái này đi, Shadow Villa đi. Thấy chưa? Nhìn hầm hố chưa? Có hình con rồng luôn. Để mình xác định hướng đi trước đó. Rồi, cứ chạy theo con đường này là được. Ok. Và con đường này đã bị chặn. Có cách nào đi ngang không? Đi bọc qua, đi bọc qua. Đâu, để ghé thử cho nó bán cái gì ngon mà nó nói ghê. Ở đâu? À, tháp xăng đây rồi. Đây. Ở đó. Trong mấy tập trước cũng có bạn comment nói là mình đi kiếm mấy thằng này mà mình đã kiếm một thằng rồi. It's good to see a new face instead of all my usual customers. It's good to see a new face instead of all my usual customers. Lần trước cũng đã gặp một cái thằng cha mà nó bán đồ đâu có ngon gì mấy đâu, mua được mỗi cái súng.
Một cái súng 300 mấy thôi, để coi lần này bán gì. Himself coming to my shop. Đây này, nó bán có bán cái gì ngon lành đâu. Đam có 500-600 không à. Có mỗi cây này đam có 159. Có gì đâu mà ngon. Thôi. Phí ghê ghê. Đi tiếp. Ta sắp tới ngọn hải đăng rồi này. Đây. Mình nghĩ chắc là nên đi bộ. Bây giờ chạy xe vô thì ngồi chạy xuống hơi mệt. Có 200 mấy mét thôi. Rút ra. Làm phiền anh mày hơi bị nhiều rồi. Nãy giờ chạy xe lạc đường mấy lần mới kiếm được. Thôi. Trong cái lúc lạc đường nó lút được một đống đồ luôn. Thôi chúng ta đi thẳng đi. Không lút được. Ô, có xe cảnh sát kìa. Xe cảnh sát thì phải lút đấy. Không biết có súng ống gì ngon không. Phải lút, phải lút. Có gì, có gì, có gì. Súng săn hải quân, cái cây mình này mình đang có mà. Đi thời gian rồi. Có mấy cái không lút được ta. Có mấy xe nó cũ quá rồi không lút được. Mấy xe nào mới mới cũng lút được, nhưng mấy xe cũ là thua. Giờ mấy giờ? Trời ơi, 7 giờ chiều thôi, rồi đi nhanh đi nhanh. Không lút nữa. Hải đăng trên kia. Chạy xe lên thì nhanh thiệt, nhưng mà cái lúc xuống nó khó khăn lắm. Biết đâu ở trên đó có cái chỗ gọi xe thì sao? Nhanh lên. Xa dữ trời. Ủa, tìm hang động bí mật dưới ngọn hải đăng. Có lẽ là chúng ta phải lặn xuống ư, hay là nó vòng vòng ở đây. Nghe tiếng con quỷ gạt đờm rồi. Chắc chắn là vòng vòng đây có hướng được, có chỗ vô đấy. Chắc ở dưới. Xuống dưới ta. Nữa hả? Hy vọng là ở đây nhé. Đi rồi, đi rồi. Có một bé khạc đồm. Khạc đồm này. Chắc nó đứng ngay chỗ đấy. Đúng không? Đúng rồi, ngay lối vào luôn. Và mình sẽ ngụy trang luôn. Đó.
biết trong hải đăng này có cái gì hay ho không. Có dơm không? Có dơm không? Chà. Nhìn nhìn có vẻ không không ổn. Ý, kìa. Kho báu đây rồi, nhưng mà trước đó nó đang bị bao vây bởi mấy cái mìn, mọi người thấy không? Đứng đây và phá mìn thôi. Mìn này. Mìn này. Mìn. Ê trời. À, đứng xa vậy mà cũng dính cháu. Mai là mình đứng xa, đứng gần xíu chắc chết luôn. Đây. Họ bảo gì đây? Một khẩu súng lục. Súng lục bổ xây. Ủa vậy thôi hả? Đi được nè. Wow. Súng lục bổ xây đam 380. Còn cao hơn cây súng của thằng Rai nữa này. Khiếp không? Được đấy. Không uổng công chúng ta. Giờ đi thẳng đi, trong này có lối ra. À, bằng đêm luôn. Đi ra khỏi đây nhanh. Để mấy cái tụi mang cái rồng nó vô đây nó trú ẩn xem phim. Ôi. Ở đây có xếp hào được không? 397m về phía bên kia. Đi kiếm người mất tích luôn. Xe thì chắc không lấy được rồi, cứ để đi. Kiếm chỗ nào có chỗ gọi xe thì sẽ gọi. Đi có cái xuồng kìa. Trên này có gì không ta? Để leo lên thử. Có gì hot không? Bên kia nó có cái gì? Đây này. Ô, có một cái nhà. Để mình lỡ mình leo lên trên này luôn còn có gì. What the hell? Đây. Đây rồi. Ôi trời ơi. Đi chết đi. Tưởng cái gì chứ. Trên này hình như là một cái chỗ làm nhiệm vụ ấy. Nhưng mà chúng ta chưa nhận cái nhiệm vụ đó, cho nên chúng ta chưa làm được. Chắc chắn luôn. Chứ không phải khơi khơi mình thiết kế cái này đâu. Đi qua bên kia luôn đi. Phải nhảy xuống nước. Nhảy. Được thầm quá. Phải lời chạch đuối. Lấy cái này ra. Rồi. Không cho đi tắt. Dây được không? Không được. Hay rồi.
lên nha. Cái gì chớp chớp đây vậy? Ở đây có đèn nữa, chắc có ship out rồi. Yes. Ở chỗ, bỏ đánh dấu đi. Chúng ta phải đi kiếm cái người mất tích đã. Trước đó mình sẽ lên trên đây. Đi có rất nhiều bạn comment này nè. Ở trên đây có đồ ngon, mình lên mấy lần rồi có gì ngon đâu. Bánh quy, mã tấu rần ri 681 lấy xài đỡ. Đấy, vậy mà ngon đó hả? Ta sẽ vô căn nhà này trước. Sao nghe toàn tiếng bước chân mà không thấy ai hết ta? Không thấy con rơm nào luôn. Toàn máu me không. Vô đây chú mưa thôi. Đây rồi, người mất tích đây rồi. Trời ơi, không phải xin vậy. Chết uổng quá. Nhìn mặt xin gì mà chết uổng. Thằng này phải không? Phải không? Đúng rồi, có thể chứng minh nhân dân kìa. Crane here. Just found a cadaver. Pretty sure it's one of yours. Damn. Losing people one by one. Thanks for telling us. Không có chỗ ngủ à. Chỉ có đồ của quân đội mới ngon thôi. Ba cái đồ này cùi quá. Sao 350 mét? Chơi luôn không? Lỡ rồi chơi luôn ha. Lỡ đi bằng đêm rồi chơi luôn. Kế bên mà. Có cái gì không? Mấy con thường không sao, chỉ sợ mấy con ma cà rồng thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Mình tính nói là sao không gặp con ma cà rồng nào. Thôi, tốt nhất đừng gặp. Vĩnh viễn đừng gặp. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cách đây 600 mét luôn là cái địa điểm thứ hai. À, đây rồi. Thấy cái dòng khói không? Đây chính là cái dòng khói do những thằng cha đeo mặt nạ tên là Vô Danh đấy. Cái dòng khói này sẽ thôi miên. Cái lớp khói này nó sẽ thôi miên tụi zombie. Và tụi zombie nó sẽ không tấn công chúng ta. Đây, mình vô cho mọi người coi. Fuck me sideways. Thấy chưa? Con trực bự chà bá lửa này. Chúng ta phải vô đây kiếm gì? Kiếm gì đây? Yên tâm đi, nó không tấn công đâu. Miễn đừng tấn công. Trùng lũ lũ đạn. Tuyệt vời. Vô tình lại hốt được.
đây gần gì nữa không? Tương tác. Must have been what they carried off. What the hell happened here? Ở trong đây lâu chúng ta đã bị ảo giác rồi. Are you there? A strange phenomenon doesn't even come close. What do you mean, brother? I mean, there was this huge-ass demolisher just standing there in the field, didn't even notice me. And this weird mist, too, like what you guys had at the ceremony. Oh, well, that's an interesting development. Brother, I can't really tell you right now, but meet me at Jesse's farm. Soon, I believe you are ready. Thôi mình đi tới cái mục tiêu thứ hai luôn, dòng sông đá luôn. Đi luôn. Mấy giờ rồi? Mới 4 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa mới sáng. Tập này sẽ là tập truy tìm kho báu. Chiếc xe đó, làm thật cái dục đi. Kiếm được chỗ nào có safe house chúng ta sẽ gọi nó. Cứ đem cứ cầm mấy cái pháo bông pháo sáng cho lành. Phải leo. Tìm hang động dưới cái cây. Cây nào? Mới gì nó hay thấy ngay luôn. Không biết cái này có còn macaron không nha. Ủa? Cái heo, phải cái này không? Cái cây kia rồi. Nó kinh quá. Gì vậy? Không cho leo lên luôn rồi. Ống lên đây coi nào. Ây, thiệt cái tình. Chắc là trên kia. Sắp sáng rồi. Móc đâu? Ý. Có một con zombie trẻ con nó đang hú. Lên luôn. Chắc là đây rồi. Đây nè. Rồi sáng luôn. Yes. Thôi mình nghĩ chắc tốt nhất là nên dùng cái nỏ đi. Vô đây nó hú ghê lắm. Kìa kìa nó kìa. Rồi vậy thì cho nhanh. Đây rồi. Ủa? Gặp vô danh ở trang trại của Jasir. Súng lục ổ xây. Súng lục bắn nhanh. Đam 287. Này 380 lượng. Rồi cái nhiệm vụ tiếp theo. Tìm hang động bí mật dưới bức tường. Cách đây tới 2 cây số luôn. Và ở đây hết luôn. Chúng ta đi ra luôn.
tìm nơi phát ra âm thanh lạ nữa. 34 mét. Sẵn ở đây chúng ta đi làm cái âm thanh lạ trước cả. Kế bên không biết cái con có phải là cái con zombie mình giết không ta. Đây đây. Ở ngay chỗ này luôn. Đây rồi. Trời ơi. Đây. Cái chỗ này là cái chỗ cái liều đằng trước. Có điểm kỹ năng hả? Rồi, lần trước thì mọi người có bảo mình là hạ luôn cái chỗ này đúng không? Chúng ta sẽ hạ luôn. What the? Đấy, ở đây là một cái hang ổ của cái tụi kia. Thấy chưa? Kiếm cái chỗ nào thuận lợi để chúng ta có thể phá dầu nhảy xuống này nữa. À, có thuốc ẩn thân mà ta. Rồi, thuốc ẩn thân với nỏ. Ngon lành. Có gì trong này? Đây nè. Sa mít. Sử dụng cái trang luôn. No need to tell Jazeer about this. Trời ơi. Thì ra cái ông Sabit mà chuyên đi lấy thuốc á đã biến thành cái con này rồi. Tội thiệt. Tội ông Sabit quá. Này chi cái anh chàng Calibran thì mới nói là đừng nên kể cho ông kia nghe. Sao nó còn hiện cái dấu này ta? Vậy là chúng ta chưa diệt hết ở đây à? Lặng đi luôn coi. Nhanh lên. Hy vọng có lối ra nhé. Thôi thôi không lặn xuống mà lặn lên. Đây rồi có lối ra.
lối đi nào cho anh? Đây. Can anyone hear me? Is anybody there? Help! We're trapped. We're in a house near the river. Ở căn nhà gần bờ sông. I'm stuck here. I have my two kids with me. Please, anybody there? Please help us. Giờ tôi biết ông ở đâu mà tôi cứu. I'm stuck in this place with my two kids. We won't survive on our own. Mình sẽ tới đây. Đổi xe. À, bên đây à. Tưởng gì hiện lên thì tôi sẽ cứu thôi. Lại cướp nữa kìa. Cướp này. Cướp. Ây ạ. Ồ. Hai thằng này không có súng. Mày này. Một thằng đã chết. Chưa chết này. Chết chưa? Bố láo này. Tưởng đâu nó có súng chứ. Không có súng thì chết anh. Hai thằng cướp Ted Real. Mã tấu. Ủa mấy người kia đâu? Đấy. Ở đây à? Đây đúng không? À, dịp hết mấy con zombie gì? Cái gì đâu? Một con. Hai con. Quá đơn giản. Kéo lại nhánh. Rồi. Hết dơm chưa? Thành xếp hào luôn. Tốt. Họ mất công phải chạy qua kia. Không có gì để loot hết. Rồi, xong rồi đó. Ê. You did it. You really did it. I can't even express how grateful I am. How grateful we are. We don't really have anything to give you, but at least treat this home as your own from now on. This house is your house too now. Well, a safe place to rest can be a real lifesaver. Thanks. We're safe and alive, and it's all thanks to you. You're doing more good for all of us than even you know. It's no wonder everybody talks about you, Mr. Crane. Không nói chuyện với hai đứa bé được. Ở đây có biểu tượng của Đức Mẹ này. Những người này cũng theo Đức Mẹ luôn. Cũng nằm trong cái giáo phái những đứa con của mặt trời luôn. Kiếm chỗ gọi xe coi. Chắc trên lầu á. Ai? Rồi, cứ đi nhá, xong rồi. Xe nằm hướng bên này. Tốc 2 km luôn. Đi. Đi theo đường lớn. Khoan. Hết xăng lẹ ghê. Rồi. Rồi. Ủa, ở
ở đây có gì mà nó báo vòng quanh cái gì người ta. Cái gì có đồ. Đây. Is that you, Crane? It's not him. Why would he even be out here? Look, it is him! Crane! You remember me? It's Fatim. And Tolger. We're on the deer blind. Can you see us? Đâu? Hai bay đâu? Chắc là cái này đúng không? Thì lần trước có một người vô danh kêu mình là tới điều tra. Máy bay rơi thì ra máy bay rơi là do hai cái thằng sinh đôi điên khùng khùng nữa. Lại đây rồi, có cái gì đó. Đến chỗ cặp sinh đôi. Lỡ gần rồi đi nha. Đây có cái này. Tại nó sát bên luôn cái kia tới 2 cái số luôn. Đi. Rồi. Súng ngắn. Đấy. Đây nè, thác nước nè. Lên có cái gì đâu. Búp bê lắc đầu, Rai Mikko. Nó có nhiêu đây thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, nhảy xuống rõ ràng là mình canh ngay luôn cái đống rơm mà nghĩ sao, chết luôn ghê. Bó tay. Hai cái thằng sinh đôi này nó ám chúng ta từ phần game chính cho tới phần DLC luôn. Rồi. Có gì nói không hay cả hả? See Tolga? Told you it was Crane. Are you sure? He looks weird. He always looks weird. Crane, we did it! We flew! But not with the jetpack. But we found a plane instead. Almost in good condition. Had to make a few adjustments to it. And the gasket broke. All the oil leaked out, the engine seized up. We had to jump out. But Mr. Dahl, our boss... Whoosh! He flew all the way to the west. You have to find him, Crane. But you two actually care about someone else. Oh, you wound us, Mr. Crane. Also, Mr. Dahl is a billionaire. He'll make us rich. All right. How am I supposed to find him? Simple. Mr. Dahl has a transmitter in his backpack. That's our insurance. You know, in case he tried to screw us over. Can't trust anyone, you know. Take that tracking device. The beeping will be faster the closer you are to the transmitter. And when you get back, we'll tune this tracking device so that you'll be able to find other things. Tolga, tell him. Everything that's chipped, Crane. And these days, a lot of things are chipped, aren't they? Military equipment, for example. But first, Mr. Dahl. Go for it, Crane. You can do it. We believe in you. You have to say things like that to people like him, you know. Đây. Thì chúng ta sẽ giúp hai thằng này. Cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ của cái ông vô danh á, giao cho mình điều tra cái máy bay rơi. Thì do hai thằng này với lại cái ông tỷ phú đâu, bây giờ ông đó đã bay về phía tây rồi. Nếu mà chúng ta giúp hai thằng này thì nó sẽ chỉnh cái thiết bị dò tín hiệu này, khi đó chúng ta có thể hack được những cái thùng chứa đồ của quân đội. Rồi, xác định vị trí nơi Vulcan. Thôi, đi. Tiếp tục với nhiệm vụ truy tìm kho báu. Còn một cái số nữa thôi. Xác định hướng đi đã. Yes, and yes. But the crew were no outsiders, just a few unlucky people trying to get out of Haran. Did anyone survive? Are they dangerous?
Yeah, two survivors, but no, they're just a pair of suicidal mad scientists. More dangerous to themselves than anyone else. Scientists, you say? The mother would like you to keep an eye on them, just in case. Nơi chỉ được khám phá. Biết trong này có gì không? Mình lút hết rồi. Không có gì quan trọng hết. Ở đây hình như có mấy món đồ quân đội nè. Chúng ta phải vô toilet. Tìm chết à. Trong này. Chàng luôn. Đúng là dễ bị phân tâm thiệt chứ. Ôi trời. Canh đồ. Vẫn chưa chết. Đây, đồ của quân đội thường là đồ ngon lắm. Gói đạn quân sự thôi. Pháo sáng không lấy đâu. Pháo sáng tuần chúng ta chế được đồ xịn hơn. Ê. Trong đây hình như là cái hàng ổ của tụi Volky đấy. Mà trong đó cũng có đồ ngon nữa. Vào tổ nhiệm kìa. Vậy mấy con đó nó không dám ra ngoài thì chúng ta sẽ dụ nó ra ngoài. Đấy. Dùng mũi tên nổ xử tụi nó. Con còn kìa. Mày này. Núp này. Đấy ra đây. Ngon thì ra đây. Đấy. Chạy này. Phải mũi tên nổ choáng đi. Này. Châu chết chưa? À chưa chết châu thì chứ. Lấy súng rồi chơi mày luôn. Còn mình nó thôi. Đâu dám ra. Chạy mất khóc luôn. Đó, mình nhớ lần trước ở đây nó có cái món đồ gì mà ta. Chắc phải chạy sâu vô trong đó.
vô trong thì phải ngụy trang. Đây này, một con đó bị gì? Thường thì một tổ nó có tới 4 con đúng không? Cầm cái pháo sáng theo. Con thứ hai đâu? Chắc trong thùng xe này đúng không? Hai con. Mấy cái thùng bình thường mình sẽ không lụm đấy. Buông ra. Giết được hai con rồi. Về đây mày. Về đây. Ây da. Nguy hiểm quá. Nãy quên không dùng cái pháo sáng. Khổ. Cầm cái pháo sáng trên tay mà lại quên sử dụng. Nó ra kìa. Ngụy trang liền. Người trang tiếp. Người trang nhanh. Một con, chẳng lẽ bây giờ nó bắt chúng ta giết là 4 con ta? Tiếp tục. Giờ giết là 4 con hơi bị phê đấy. Giết bớt mấy con cắt ké này đi. Cái thùng xe thứ hai con nữa. Đây. Sử dụng mũi chen. Đây là hai cái. Ý kìa thấy con thứ ba kia rồi. Con thứ ba bị chèn luôn. Con thứ tư đây. Rồi
xong rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Cài bơm đi đi đi. Lỡ cài bơm mẹ rồi, đi 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 nhanh đi nhanh đi nhanh. Đi nhanh đi nhanh đi nhanh để chết. Oh man. Ủa. Đi ra con đường bên này luôn. Sao không nổ? Ấy, nổ rồi đây. Xe mình đâu ta? Bên này. Ôi trời ơi. Đâu để coi mày bán cái gì ngon. Ủa ra lấy xe ghê vậy. Đây này. Lần thứ ba rồi nhé. I have the best gear you can find. Không có đồ ngon đừng trách anh. Mã tấu rắn chắc, đam 775. Mua, không còn chỗ. Mua mã tấu rắn chắc. Hello Street, you can find. Có mỗi cái mã tấu rắn chắc thôi mà cũng thế là phí thời gian. Rồi đó, mình mua xong mình nâng cấp cái cây mã tấu rắn chắc này lên. Còn cái cây kia nó sắp hư mình gỡ luôn. Và đam tới 1229 lần. Đấy, ghê. Tiếp tục. Rồi. Anh nghĩ tới đây chắc đi bộ được rồi đó. 116 mét. Trời ơi, thì ra cái chỗ này là cái chỗ khu vực của Đức Mẹ đây nè. Mỗi lần lên tới đây là thấy trời tối, muốn trời tối nữa. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Lấy cái mã tấu răng ri ra coi. Ôi ôi, nhìn bén lắm nha. Có đúng không? Đây rồi. Chính là cái chỗ này đây. Đây ha. Chắc đây rồi. Ôi nhảy xuống từ từ kìa. Đúng đây rồi. Chi ba. Cái kia đúng không? Căng thế, căng thế. Cục đá kỳ lạ chưa rõ. Nó là cái gì? Phải nhảy xuống từ từ.
nằm sâu dưới kia. Giếng ướt. Chắc chắn phải nhảy xuống nước rồi. Có cái gì sáng sáng này nè. Táo đỏ. Lấy cái này về chế thuốc được ạ. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Lại một cái súng lục nữa. Túi đồ đã đầy. Gặp hết mấy cái tàu nước rồi. Ấy, trời ơi, bơi lên. Nghe tí nữa chết đuối. Nhanh lên. Lẹ lên. Đây là mình lên mình coi cái súng đó như thế nào. Toàn là súng lục không. Cái này có tên là xạ thủ 5684. Trời ơi. Thì ra kho báo chỉ là ba cái súng thôi. Xạ thủ, súng lục cầu xây là súng lục bắn nhanh. 684 380 287. Chắc mình sẽ xài cái xạ thủ. Dẹp hết mấy cái kia vô. Rồi, ok. Mình sẽ dừng tập này đi luôn. Tập này chắc cũng như đó là đủ rồi ha. Thì chủ yếu trong tập này là chúng ta đi săn kho báo thôi. Thỉnh thoảng có dính một chút vô một số cái nhiệm vụ. Hy vọng là mọi người sẽ thích tập này. Giúp mình đạt một ca sub bằng cách là share video clip cũng như kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.